Đối với tất cả tam ma địa môn hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với tất cả pháp môn đà la ni hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tất cả pháp môn đà la ni hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với dự lưu hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với dự lưu hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với dự lưu, hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với dự lưu, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với dự lưu, hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với dự lưu hướng dự lưu quả, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với dự lưu hướng dự lưu quả, làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với Nhất Lai hướng cho đến A La Hán quả, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với độc giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với độc giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với quả vị độc giác hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với Đại Bồ Tát, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với hạnh Đại Bồ Tát, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với Đại Bồ Tát, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với hạnh Đại Bồ Tát, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với Đại Bồ Tát,
hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với hạnh đại Bồ Tát, hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với đại Bồ Tát, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với hạnh đại Bồ Tát, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với đại Bồ Tát, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với hạnh đại Bồ Tát, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả pháp, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tất cả pháp, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, tất cả như thế đều chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với thọ tưởng hành thức, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với sắc, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với thọ tưởng hành thức, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với sắc, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với thọ tưởng hành thức, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với sắc, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thọ tưởng hành thức, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với sắc, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với thọ tưởng hành thức, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhãn xứ, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với nhãn xứ, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với nhãn xứ, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với nhãn xứ, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với nhãn xứ, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức.
Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với sắc xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với sắc xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với sắc xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với sắc xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với sắc xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhãn giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với nhãn giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với nhãn giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với nhãn giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với nhãn giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với nhĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với nhĩ giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với nhĩ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với nhĩ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với nhĩ giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tĩ giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với tĩ giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm chuyên sanh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán,
Đối với tỷ giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tỷ giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tỷ giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với thiệt giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cũng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với thiệt giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với thiệt giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với thiệt giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thiệt giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với thân giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với thân giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với thân giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với thân giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thân giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì Bạch Thế Tôn Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với ý giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ cho ý xúc làm chuyên sinh ra, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với ý giới, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với ý giới, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sinh ra, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với ý giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp.
Đối với ý giới hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với địa giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với thủy hỏa phong không thức giới hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với địa giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với thủy hỏa phong không thức giới hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với địa giới hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với địa giới hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với địa giới, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với vô minh hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với vô minh hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với vô minh hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với vô minh hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với vô minh hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bố thí ba la mật đa, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với bố thí ba la mật đa, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với bố thí ba la mật đa, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với bố thí ba la mật đa, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với bố thí ba la mật đa, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với pháp không nội, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ,
Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắm nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với pháp không nội, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp không nội, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp không nội, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp không nội, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn. Chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với chân như hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với chân như hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với chân như hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với chân như hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với chân như hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn. Chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với thánh đế khổ, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với thánh đế tập diệt đạo, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với thánh đế khổ, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với thánh đế tập diệt đạo, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với thánh đế khổ, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với thánh đế khổ, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thánh đế tập diệt đạo, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với thánh đế khổ, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với thánh đế tập diệt đạo, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn. Chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, bát nhã ba la mật đa như thế, đối với bốn tịnh lự, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với bốn tịnh lự, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với bốn tịnh lự, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng.
Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng, cho không có hạn lượng. Đối với bốn tịnh lự, hoặc làm cho rộng, cho hẹp, chẳng làm cho rộng, cho hẹp. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho rộng, cho hẹp, chẳng làm cho rộng, cho hẹp. Đối với bốn tịnh lự, hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc làm cho có sức, cho không có sức, chẳng làm cho có sức, cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tám giải thoát hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với tám giải thoát, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với tám giải thoát, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với tám giải thoát, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với tám giải thoát, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bốn niệm trụ, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với bốn niệm trụ, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với bốn niệm trụ, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với bốn niệm trụ, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với bốn niệm trụ, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Đối với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ. Đối với pháp môn giải thoát không, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán. Đối với pháp môn giải thoát không, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng. Đối với pháp môn giải thoát không, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp. Đối với pháp môn giải thoát không, hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức. Thì Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khởi tưởng thế này, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với năm loại mắt, hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ.
đối với 6 phép thần thông hoặc làm cho lớn cho nhỏ, chẳng làm cho lớn cho nhỏ, đối với 5 loại mắt hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với 6 phép thần thông hoặc làm cho nhóm tụ cho phân tán, chẳng làm cho nhóm tụ cho phân tán, đối với 5 loại mắt hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với 6 phép thần thông hoặc làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, chẳng làm cho có hạn lượng cho không có hạn lượng, đối với 5 loại mắt hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với 6 phép thần thông hoặc làm cho rộng cho hẹp, chẳng làm cho rộng cho hẹp, đối với 5 loại mắt hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, đối với 6 phép thần thông hoặc làm cho có sức cho không có sức, chẳng làm cho có sức cho không có sức, thì bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy gọi là có sở đắc lớn, chẳng phải tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Vì chẳng phải có tưởng sở đắc mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 178.